Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, một ngày phúc của đôi bạn trẻ Tân Lang và Tân Gia Nhân của chúng ta ngày hôm nay. Anh chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Anh yêu em từ khúc nhạc bắt đầu, anh đón nhận về trong nắng thương ngày mới. Được rồi, những điệu nhạc xôn xao từ ngõ ta đưa nhau về, hai họ mừng vui. Những phút vui tân hiển sớm tối và tình chồng vợ trăng rối trong năm. Và tình yêu thì đẹp lưỡi trong rằm, mà tình yêu thì đẹp tựa bởi ngàn năm không mờ. Vâng kính thưa quý vị, các cụ người ta vẫn được nói chim chô từ góc nhà quan, mà trai ngoan cầm vợ cái hoa tầm chồng. Để em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Mình với ta với mình nhận duyên đôi đứa và thắm tình thông gia. Để rồi trang nhân tình núi hiền hòa, tình yêu đôi bạn đẹp như là ánh bình minh. Lời nói đầu tiên cho MC thay mặt cho đại gia đình nhà trai, xin kính mời toàn thể hai bên gia đình chúng ta hãy cùng nhau uống chén nước trà cho ngọt chú rể, ăn những miếng trầu cho đỏ má cô dâu và cùng nhau hướng ánh mắt thân thương của chúng ta lên sân khấu để chúng ta chuẩn bị làm lễ cho dâu rể. Vâng, chương trình bắt đầu vào sau đây là lễ cho dâu rể để hai họ chúng ta nhận nhau biết người. Ngay sau đây ba chúng tôi xin kính mời hai ông trưởng đoàn và nhà trai và ông trưởng đoàn và nhà gái, đó là chú Vinh và ông Thông ta lên sân khấu và xin để chúng ta làm lễ cho dâu nhận rể. Xin mời toàn thể gia đình chúng ta hãy nổ trong một tràng pháo tay thật to và rộn rã được không ạ? Vâng, ngay sau đây ba chúng tôi xin kính mời đôi Tân Lang Tân Gia Nhân đặc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là chú rể và cô dâu ta lên sân khấu. Xin mời toàn thể gia đình ta hãy nổ trong một tràng pháo tay thật to và rộn rã được không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe vâng, lời đầu tiên cho phép những lời là chương trình ký truyền lời về chơi của cụ họ nhà trai chúng ta, ký truyền lời của ông Mùa và bà Hương và đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin kính chúc toàn thể các quý cô ông, xin kính chúc toàn thể các quý cô bà, xin kính chúc toàn thể các cô dì chú bác và đặc biệt là các cậu chú vợ và các vợ chưa chồng có không thể nào quên các cháu nhỏ đang bồng trên tay. Một lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt. Vâng, lời chúc của chúng tôi xin lui để quý vị có thể vui được cùng chúc các cô dâu chú rể tầm này sang năm có liền cháu trai, một sáu năm thì sinh hai, năm năm một cháu dạy thanh thưa, được cùng chúc các cô chú rể trăm năm má đỏ môi kề, nghìn năm mạnh phúc không hề đổi thay. Thì xin mời toàn thể luôn chúng ta hãy nổ trong một tràng pháo tay thật to thật rộn rã được không ạ? Vâng, xin thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, các cụ người ta vẫn thường nói chim côn thì ăn trái nhân lòng, nhưng gái lấy chồng trở đất vĩnh phúc. Mà nhà trai nhà gái cũng xa, hai bên kết nghĩa giao hòa tình thân. Nhà trai nhà gái cũng gần, hai bên kết nghĩa tình thân càng thêm đậm đà. Cũng như những con sông thì phải có bến có đò, cả con dặn dò đôi câu, dặn con sớm chiều giờ đây họ đôi điều xin thưa. Ngay sau đây ba chúng tôi xin kính mời ông trưởng đoàn họ nhà gái, đó là ông Tiếp, sẽ có những lời vàng tiếng ngọc người đến toàn thể hai bên gia đình chúng ta. Trước tiên là xin chào cô dâu Thu Huyền về chú rể Nguyễn Bình và về làm con của ông Mùa và bà Hương và về làm con là cháu của đại gia đình dòng tộc họ nhà trai chúng ta kể từ giờ đến phút này trở đi. Tôi trước tiên đến với những lời vàng tiếng ngọc của ông trưởng đoàn nhà gái, tôi xin mời toàn thể hai bên gia đình chúng ta hãy nổ trong một tràng pháo tay thật to và rộn rã được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa gia đình nhà trai, kính thưa hội ôn, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể quan viên hai họ lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Kính thưa các cụ, con các bà hoặc nhà trai, sau khi các cháu tìm hiểu và đã chú ngồi được sự thưởng thuận của chính quyền cũng như là hai bên gia đình là đã đồng thuận là tổ chức thức lễ thành hôn của các cháu. Thay mặt cho nhà gái xin cảm ơn và nhà trai đã tạo điều kiện cho nhà gái cùng để lo hạnh phúc của ba cháu đến giờ phút này. Là hoàng đạo mà nhà trai xin cháu về, chúng tôi thay mặt cho nhà trai là xin giao cháu quyền là về làm dâu các cụ, làm dâu con các cụ các ông ở nhà họ nhà trai. Và cháu Huyền của gia đình nhà tôi thì có lớn chưa có môn. Cái thứ hai nữa là cháu là học xong là cháu đi là làm công nhân, cho nên là cái công việc gia đình nó cũng chưa có tốt. Vậy thì cũng mong muốn là chúng ta chung con chung cháu chung công việc cũng như thế là các cô cũng là dạy bảo các cháu thêm để làm sao cho xây dựng hạnh phúc của các cháu ngày càng ngày chặt. Hai đứa hai bên gia đình cùng chung con chung cháu chung công việc và cùng để chúng ta vun đắp cây hạnh phúc này đem được nhiều trái ngọt. Và sau đây là gia đình họ nhà gái là có những cái lễ để giao dâu
và chi tiết trước từ đây để đi cao nguyên trở về làm đâu làm con các cụ hoặc là cha. Cuối cùng thì là cái chúc cho cụ các bà là hạnh phúc và mạnh khỏe. Thầy ạ, ông nói là vừa mới đây chúng ta có thể nói với nhau rằng là anh sinh ra bọc ngọt để cho mình cánh ông vàng, anh sinh ra huyền huyền thế để cho lòng mình xứ sao. Không vừa rồi hoặc nhà gái đã cách được rồi, hoặc nhà trai chúng ta cũng phải đối lời đi thôi, để cho bên rể bên dâu, để cho quan viên hòa bền lâu bền dài. Ngay sau đây bạn của tôi xin kính mời ông trưởng đoàn hoặc nhà trai sẽ có vinh dự nhận lễ của đại gia đình hoặc nhà gái. Vâng, xin mời ông có lời vàng với ngọc, sau đó xin tiếp nhận những ý kiến của đại gia đình và nhà gái và xin tiếp nhận cô dâu Thu Huyền về chú rể Nguyễn Bình và về lộng con là cháu của đại gia đình dòng tộc và nhà cha chúng ta kể từ giờ phút này. Vâng, xin mời tập thể chúng ta hãy nổ cho một tràng pháo tay thật to thật rộng rã được không ạ? Vâng, xin mời ông trưởng đoàn nhà gái. Kính thưa quý cô, quý ông, quý bà. Người ta không nhận thì sao? Chưa chi đã bê lên rồi. Bà này cứ vội, chưa đâu ở đâu hết. Em nhìn con ạ. Vâng, xin mời ông trưởng đoàn và nhà trai có ý kiến cũng như lời bàn tiếng lòng để tiếp theo đến với đại gia đình lễ thành hôn. Ông xin mời chú Vinh. Nói xong người ta đi ấy chứ nè, nói xong nhận chứ nè. Kính thưa quý cô, quý ông, quý bà, kính thưa toàn thể hồi hôn, hôm nay ngày lành tháng tốt được sự ủy quyền của ông mùa bà hương, tôi Lê Thành Vinh đại diện cho họ nhà trai lời đầu tiên xin gửi tới quý hội hôn lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, cháu Bình và cháu Huyền là bạn bè đã rất nhiều năm tìm hiểu và yêu thương nhau, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay hai gia đình nhất trí tổ chức đám cưới, tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và hôm nay toàn nhà gái đã dẫn cháu đến và có cái lễ trao dâu. Tôi đại diện cho họ nhà trai xin tiếp nhận lễ trao dâu của họ nhà gái và nhận cháu Huyền làm dâu làm con của gia đình họ nhà trai chúng tôi, và cũng gửi gắm cháu Bình về làm rể làm con của gia đình họ nhà gái chúng ta. Chúc cho tình thông gia của hai gia đình mãi mãi bền lâu và kính chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Vâng, vừa rồi là những lời hàn tiếng ngọc của hai ông trưởng đoàn và nhà trai cho người gái. Cho biết cho dân dần dễ, chút dễ Nguyễn Bình có nói với tôi Thu Huyền rằng: Huyền ơi, hôm nay em đẹp lắm, anh càng nhìn thì anh càng đắm, mà anh càng ngắm thì anh càng say. Anh chưa say miệt rượu, anh đã say men tình, mà tình yêu em dành cho anh thì như cánh kiếm và hoa vàng. Sai em chẳng chắc không cần ánh nắng, tóc em đẹp, anh không cần mùa xuân. Trên đời này anh chẳng cần danh nhân, bởi vì anh gọi tên em là nhan sắc. Vâng, kính thưa quý vị, đúng thật là không có một vị thần nào đẹp bằng vị thần của mặt trời, và cũng chẳng có ngọn lửa nào huyền diệu bằng ngọn lửa của tình yêu. Khi lời yêu đã hòa, khi hai hơi thở đã hòa quyện là một, thì trăm năm trong cõi người ta trai tài gái sắc vẫn là lấy nhau. Chuyện tình duyên bắt đầu từ chầu cau, người cha mẹ dặm hỏi với nhau chẳng ngày. Thì ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý từ hai chính quyền địa phương, cũng như sự nhất trí từ hai bên gia đình, cũng như sự vun đắp đủ đầy bạn bè cùng trang lứa đến từ 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Từ giờ phút này đây, chúng ta tiểu ban sự kiện tổ chức lễ thành hôn của nhà trai chúng tôi xin được một lớp trọng công bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Nguyễn Bình và cô dâu Thu Huyền. Xin phép được bắt đầu, vâng, xin mời tập thể chúng ta nở cho một tràng pháo tay thật to và rộng rãi được không ạ? Xin mời hai ông trưởng đoàn của chúng ta bắt tay thắm tình thông gia và hướng dẫn yêu đương của chú rể chúng ta vào trong nhà làm những cái yết của mình. Vâng. Cho nên là cái bước đầu tiên tôi chẳng thay đổi cái cây, cho nên là say.
chúng ta.